chào tất cả mọi người. Hôm nay Tuấn Năng hiện tại đang có mặt tại Bãi Dài. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Tuấn đang có mặt tại Suối Tiên. Và đây, đây là một lô đất hai mặt tiền. Để đây giờ Tuấn sẽ quay trước cho mọi người xem dễ hơn nhé. Quang cảnh xung quanh của lô đất này, ngay khu dân cư, khu dân cư đông đúc luôn. Khu dân cư bên kia rồi rất là đông này. Đây, đường lớn, cái con đường mà Tuấn đang chỉ đúng đầu tay Tuấn này, đó là đường Hưng Lộ 39 luôn, đường chính của Suối Tiên. Ngay đường lớn rất là to. Đường Hưng Lộ 39 thì đi, mình đi quẹo trái, mình sẽ đi về phía Suối Cát, thì sẽ là đi về phía Cam Lâm. Còn quẹo phải thì mình sẽ đi về hướng Diên Hòa, đi ra khu trung tâm hành chính mới Diên Lạc. Lô này thì được cái là lô 2 mặt tiền nha quý anh chị. Từ đây, danh của nó đây. Phía đằng sau thì cái trụ bê tông đằng sau kia, và đã xây danh các thứ hết rồi. Để Tuấn đến gần quay cho mọi người xem tốt hơn. Nó đất thì theo Tuấn đánh giá thì đất là cao, cao giá. Chỉ giờ bên em mua mình có thể dọn lại mặt bằng lại một chút là được. Đây, trụ đã danh hết rồi. Con đường hiện trạng này là đường đất nha, đường đất thôi. Nhưng mà con đường này là đường của nhà nước nha. Tương lai sẽ đổ bê tông, chứ không phải là đường ấy đâu. Đường Tân Sinh. Bên hông này có thêm một con đường nữa, đường phía dưới sau này. Thành ra lô mình sẽ là lô 2 mặt tiền. Lô này thì có diện tích là 171m2, tầm 170m2, và có tổng thể là 120m thổ. Hiện tại theo sổ á, thì lô này thì mình sẽ bị, sẽ có một con đường nữa nó mở ra ở theo vị trí cái cây cao này này, khoảng khoảng cây cao này, con đường 4m5, phân tách lô mình thành hai lô. Một lô lúc đó đất mình sẽ thành một lô 2 mặt tiền ở đây, và một lô 3 mặt tiền ở kia. Nhưng mà theo Tuấn đánh giá thì ở vị trí điểm này thì cái con đường này sẽ khó mà hình thành, bởi vì ngay đằng sau này đang có một con đường bê tông rồi. Thì theo Tuấn cái con đường này sẽ tương lai sẽ bỏ, nhưng mà theo hiện trạng sổ thì nó sẽ thể hiện quy hoạch một con đường. Nếu mình mở ra thì đất mình lại càng đẹp thôi. Thì nước đất mình thì lại mình có hai lô sẵn thôi. Nếu anh chị nào mà mua để, ví dụ mua để dành cho con cái, thì mình đã có sẵn luôn hai miếng, đỡ phải để luôn cho hai đứa thôi, hai con miếng. Nhà thì lúc đó cắt ra rơi vào khoảng hơn 60 mét một miếng, mà đường rất là nhiều. Đường thì đường bê tông. Đây, thì đường bê tông rồi. Đoạn này thì đường đất thôi. Và đường ngõ đất, đất thì đầy thì vào đường cột. Chỗ này thì rất là chợ, gần chợ các thứ. Đi chợ một tí là đến này. Ủy ban đi phía xuống phía dưới một tí là đến. Rồi, quý anh chị là qua gia đình sản phẩm này thì liên hệ Tuấn qua số Zalo phía trên màn hình hoặc ở phía dưới phần mô tả. Tôi xin cảm ơn.